Ca. Chào anh. Trời ơi, chào anh, giống quá. Xe này làm gì vậy anh Ca? Xe lên cái bộ heo anh ơi. Ồ. Đâu rồi? Đây, cái bộ heo của bạn đây. Combo xin tiết kiệm đó phải không? Đúng rồi. Bộ này là gì em quên rồi ta? Adapter heo. Tony Scooter. Ngon. Mà cánh ca đang làm gì vậy? Đang tháo cốp để luôn luôn cái dầu mà. Phức tạp không? Cánh ca. Hả? Phức tạp không? Không biết thì nó phức tạp, còn biết rồi nó cũng bình thường thôi. Này là con heo hả ta? Con này là con này hả? Con lợn. Lợn lòi hả cậu? Như Lam mình con lợn mà lợn màu le, lợn lòi. Rambo. Tối xứng. Dữ dàng. Còn đây là dây dầu Tommy Scooter. Khách chọn dây màu đen hả cánh ca? Ừ, khách chọn dây màu đen hả? Cao to đen như con hôi. Đen mà còn hôi nữa thì thôi. Đáng sợ. Tháo ra gắn heo cậu. Ăn cái chuồng giống như chuồng con heo đó, cậu tháo mấy bắt con heo ra đâu. À, tháo cái chuồng ở đây bắt con heo ra. Ra vậy. Có vẻ phức tạp nhỉ. Có nhiều người không biết. Ý cảnh ca nói em hả? Thì tùy hiểu thôi chứ đánh giá ai bao giờ. Một cục của nó luôn đây. Đây, mình cầm zin. Zin. Anh chủ xe không thích thì mình lên cầm độ của em bộ đó. Ủa. Sao nếu mà thay cầm zin với lại cái bộ combo của mình thì nó khác nhau chỗ nào ta? Hiệu quả thắng. Hiệu quả và lực thắng. Heo Rambo sẽ mang lực thắng tốt hơn. Tốt hơn nhiều so với heo zin. Heo zin nói chung là cũng đủ lực thắng nhưng mà không đáp ứng đủ yêu cầu nhu cầu của người chuyên của anh chủ xe. Chủ xe thì Heo Rambo có tính chất là thương hiệu và hiệu quả sử dụng. Ok. Không. Là gắn heo gắn combo chi tiết kiệm vô là bớt phát đứng luôn. Không sao đứng luôn được. Tăng này rồi, chỉ số tượng trưng cho độ sôi của dầu. Là nó không bị nóng quá đúng không ta? Đúng rồi. Không, cái độ sôi nó cao hơn những loại dầu dẫn nhiệt thường. Sẽ tốt hơn những heo vận hành đó, chứ sẽ không bị quá nhiệt và hư gây hư phốt nổ phốt của heo. Nhá ra trước chứ lát tháo heo xuống rồi á, nổ không có nổi chỗ đó. Vậy. Mình sức người có hạn, mình chơi không có nổi. Ủa nó ra nước gì vậy ta? Dầu quá thắng cậu. Dầu thắng zin. À, mà mỗi lần thay xong là mình phải bỏ luôn chứ mình đâu có xài nó cho gì được đúng không? No. Cảnh ca đang làm gì đây? Tháo dây ABS. Dây gì cảnh ca? Dây ABS, dây mắc độc ABS á. Dính rồi với con dây này nè. Anh chủ xe anh kỹ quá, anh cứ rút lại. Giờ con tháo là phải cắt dây rút của anh. Không có cắt dây zin trên đây thôi. Đây là dây dầu zin chúng ta. Dây dầu zin. Quấn gì vậy cảnh ca? Dầu thắng rồi nè, nó tương đối nó thôi sẽ hơi độc với vàng áo, thì khi xài nó nhiễu văng chúng cái vàng áo nó
cái bạc màu hư vàng áo mình kỹ á, mình quấn lại luôn, bít cái đường dầu lại, rồi mình mở lên, mở ốc ra rồi dầu nó sẽ chảy xuống. À, là ví dụ mà nó dính vô vàng áo là nó bay màu sơn luôn, nó bay màu sơn, bạc màu này mình quấn mình kỹ mình quấn. Còn này dây đây ha, cam ca. Đúng rồi, dây dầu. Dây của mình này đúng không? Đúng rồi, dây của mình, thương hiệu Tony của mình luôn. Thương hiệu của mình. Thôi cảnh ca gắn thử em coi thử. À nó ra đây nè. À cảnh ca đã nhét con heo vô đúng không? Ừ. Con lợn rừng đấy. Hả? Con lợn rừng. Lợn rừng. Là giờ ướm vô để coi vị trí trước có bị ướm vô cái coi có bị cạ gì hay không, coi mình có sai sót cái bát hay không, à. Bát có lỗi hay không không. Rồi xả đi. Ủa vậy là xong rồi hả cánh ca? Đúng rồi, xong anh ơi. Đó. Combo mình hiện tại lên hoàn chỉnh là như vậy. Không, như những anh em mình á, có ai muốn lên combo heo thắng Rainbow á, liên hệ Tony Cotter để mình được tư vấn và lắp đặt ở đây ha. Mẹ ơi, con được lên đi mẹ ơi.